Chúng ta đến một tư thế tiếp theo, gọi là tư thế nằm ngửa và tách dọc, hay gọi là xoạc dọc. Trong động tác này thì như bạn quan sát, nó giúp chúng ta kéo giãn toàn bộ phần chân chúng ta, giống như động tác tách dọc thôi. Nó sẽ tăng cường kéo giãn toàn bộ phần chân. Tất nhiên ở trạng thái nằm thì lưng của bạn luôn ở trạng thái thẳng, nó rất là tuyệt vời cho việc phần lưng chúng ta nhàn, chúng ta không phải điều chỉnh phần lưng như là tư thế tách dọc vừa rồi, hay là tư thế bình thường chúng ta ngồi. Toàn bộ phần chân chúng ta duỗi thẳng và cánh tay chúng ta kéo gót chân về phía khuôn mặt của mình đầy đủ. Các bạn có thể kéo chạm luôn vào chân và mặt. Wow, chạm tới thôi, nhả ra một chút ở mức độ cơ bản giống người bình thường. Thì thông thường ở mức độ thông thường, chỉ cần tay bạn giữ thẳng và chân giữ thẳng thì đây cũng là một cái trạng thái quá là tuyệt vời rồi. Thì không phải ai, tất nhiên không phải ai cũng thể thực hiện được như vậy. Thì một vài cái thông số mà các bạn cần điều chỉnh nhé. Trong trường hợp mà chân rất là căng thì bạn có thể điều chỉnh bằng cách là co gối chân sau lại một chút. Nó sẽ giảm áp lực cho toàn bộ phần thân trước. Khi bạn giữ co, độ co thì tùy thuộc của bạn thôi. Bạn co càng gần thì cái việc cơ ở đây nó càng đỡ đi. Còn chúng ta muốn tăng lên thì chúng ta lại duỗi chân ra. Cái tiếp theo nữa, chúng ta sẽ sử dụng hỗ trợ bằng dây. Dây chúng ta sẽ vòng qua bàn chân và tay chúng ta sẽ nhả ra tùy vào mức độ độ căng kéo giãn ở chân tùy thích. Hãy nhớ là chúng ta sẽ kéo thẳng chân về phía khuôn mặt, tránh trường hợp chúng ta bị lệch sang trái, lệch ra bên ngoài. Dạ. Hoặc toàn bộ phần hông chúng ta nằm mà chúng ta bị siêu vẹo, ví dụ chân dưới chúng ta lại bị lệch chéo như này, mỗi chân một nơi. Thì chân và hai chân chúng ta nó tạo thành, nó song song với cái điều chiều dọc của thảm của mình. Toàn bộ phần thân chúng ta giữ thẳng. Dạ. Lưu ý tiếp theo đó là cái phần vai của bạn này. Bạn đang quan sát hai cái vai chúng ta, nó sẽ vẫn chạm xuống sàn. Nhiều trường hợp chúng ta bị căng quá, đúng rồi, chúng ta bị nhấc toàn bộ phần vai lên khỏi sàn, thì điều chỉnh bằng cách là chúng ta hỗ trợ bằng dây thôi, nhả bớt độ dây ra để áp toàn bộ hai vai của bạn xuống sàn. Thì khi giữ động tác kéo giãn thì chúng ta hay bị căng thẳng, nhưng là hãy để ý là phần vai chúng ta thả lỏng ra. Nhiều trường hợp nhiều người đau quá hoặc là giữ căng thẳng quá là rụt hết cả cổ lại. Đấy, bạn cứ nhớ là cái mang tai và cái vai chúng ta phải cách xa nhau ra thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Thả lỏng và giữ cường độ căng vừa sức, hướng bàn chân chúng ta về phía mặt của mình thì nó sẽ kéo đầy đủ toàn bộ phần chân chúng ta hơn. Hơi thở thì tất nhiên đây là tư thế kéo giãn rồi, chúng ta sẽ kết hợp với một hơi thở chậm, đều, từ từ. Thời gian thì tùy mỗi bạn, bạn có thể thực hiện nhiều hơn, tại vì động tác này nằm mà, nên chúng ta có thể giữ thỏa thích theo độ căng của mình và hạ xuống. Động tác này cũng sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong quá trình mà chúng ta tiến vào tư thế tách dọc chính. Tư thế tách dọc đặc biệt dành cho những ai mà bị thoái hóa hoặc thoát vị, hoặc là vấn đề về lưng. Chúng ta ngồi thẳng trong trạng thái tách dọc thì sẽ hơi khó, nhưng nằm như này thì dễ hơn. Và kết hợp thêm một sợi dây nữa là chúng ta có thể giữ trong thời gian rất là dài và tăng hiệu quả hơn rất nhiều. Thì đó là những cái chia sẻ của Kim Ba và Ngọc Anh. Hy vọng cái điều này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tập luyện, nó an toàn hơn, hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Xin chào.